Vâng, Nha Trang ngày thứ hai rất chi là đẹp trời và hôm nay chúng tôi lại tiếp tục với đảo. Chúng tôi đón gia đình anh Đức gồm 4 thành viên ở khách sạn Ibis đường Hùng Vương và chúng tôi đang lên xe. Chú này, con gái này, rồi kia con bắt bên kia đi với anh. Hello mọi người, tớ là táo đỏ vlog này hả? Kia là táo vàng. Rồi chào chị gái. Mẹ em con gái đồng màu luôn nha. Và màu xanh lẫn chuối luôn. Rồi, chúng ta đã tới cầu cảng nha. Rồi anh chị vui lòng mang hết đồ đặt hành lý tư trang xuống. Hôm nay đóng cửa luôn anh. Dạ không, không phải đóng anh nha. Anh xuống đây luôn. Dạ xuống đây luôn. Cái này gọi là đóng để hạn chế chống dịch thôi. Mình đi vào cổng kia để họ đo nhiệt độ. Dạ phải xuống đi. Chúng mình mua đồ anh chị ơi. Dạ. Đây mình cứ vào đây mình lựa. Đi bánh kẹo, nước ngọt, nước suối, nước giải khát. Bên em có nước suối rồi nhá. Ok. Tại bến tàu du lịch Nha Trang này, khách chúng tôi đang khai báo y tế. Hôm nay chúng tôi đi cano biển số là siêu sao 03. Vâng, tại bến tàu các bạn có thể thấy là hôm nay chỉ có một mình cano của chúng tôi thôi. Hưng này. Chào Hưng, chào My hả? Simi hả? Ồ, Simi nhá. Chào Hưng, chào Simi nhá. Mình xuống cano đi đảo nha. Rồi, vui lòng khoác áo phao của em nhá. Rồi, chồng đang đi vệ sinh. Chờ xíu ra. Rồi, mình khoác áo phao của em nhá. Khoác áo phao của chú nhá, đúng rồi. Rồi. Rồi, kéo xuống cũng được, kéo xuống một xíu cũng được nha. Anh Đức kéo xuống một xíu nào. Rồi, em hôn nhà mình hôn theo nhá. Đưa tình như Đức ơi. Go. Mình đã sẵn sàng cái đảo chưa? Sẵn sàng. Rồi, 2, 3 Go. 2, 3 Go. 2, 3 Go. Rồi, lắc bia, lắc bia nào, lắc bia này. Chào nhau này, bên tay chào nhau này. Rồi, ok, ok. Rồi, ok, rồi. Phát quá luôn nhá. Rồi, rồi. Sau khoảng 5 tới 7 phút chúng tôi khai báo y tế thì chúng tôi đã được lên cano. Hôm nay chúng tôi hướng thẳng tới đảo Hòn Mun. Con hát một bài không? Con hát một bài không? Hát bài nhá. Hát bài bà được không? Hát bài nhá. Hai anh em hát chung một bài nhá. Hát được không? Răng xuống hết rồi. Chuyển lên đây à các bé ơi. Đứng dậy. Rồi bây giờ chuyển đây mặc áo phao đây luôn nhá, là tí tắm biển nhá. Rồi mình vào đây ạ. À. Cứ bình tĩnh. Đã rồi. Rồi đưa tay lên nào. Rồi, đưa tay lên nào. Tay lên nào. Dạ, lên đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Dạ. Đây rất nhiều cá nhá, các bạn lên đây cho cá ăn này. Rồi, cho em thùng bia lên nhé. Rồi, đặt bia thùng bia lên. Chị ném xuống đi, chị ném xuống đi. Đây, đây. Để cho em cho ăn, để em cho ăn. Ui, cá to không này, ui, 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 ui này. Con cá gì này. Đưa cho em ném, cho em ném. Đưa cho em ném ơi, chén, đưa cho em ném. Đưa cho em ném ơi. Đưa cho em ném. Rồi đây này, ui, nó đớp này, nó đớp này. Nó đớp này, ôi trời ơi. Như là cá Bắc Hồ này, con gái đớp xuống, phất xuống. Gái phất xuống đi. Đấy, đấy. Ui trời, nó đớp này. Toàn cá gì hả, cá giò ngon này. Hết chưa?
Con trai vẫn nốt đi, cho hết đi con trai. Úi, đớp này, đớp này. Úi giời, nó đớp này. Rồi nó đớp. Đớp nhằng nhằng. Mấy nó biết uống bia không nhỉ, con trai? Con cá nó biết uống bia không? Con cá biết uống bia không? Hay cho nó ăn bia? Đó, 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 này. Úi giời ơi, này. Quá trời. Dạ. Đây họ là khu bảo tồn mà họ đâu có nhắm mắt đâu đâu. Bắt con phạt 20 triệu. Dạ. Dạ. Mấy con trong này này. Nó nấu trong cái vách đá này. Nấu trong vách đá này nó trú ngụ cho chỗ mát này. Sáng kêu mua mà mua có hai bị mà. Đấy, úi giời mấy bạn ơi. Chưa? Thấy đại người. Thấy cục bự á. Con gái vất cả cục luôn gái ơi, vất cả cục luôn gái. Gái vất cả cục xuống luôn đi. Con gái vất cả xuống luôn. Gái vất cả xuống đi. Rồi dục luôn đi các cục ấy, nguy bé. Bé vục xuống đi. Ô, nó đớp này, đớp này. Ô, đớp này. Đó. Trời ơi, đớp nhanh không kìa. Úi giời ơi. Úi giời nó xỉa mà rút hết. Sau khoảng 20 phút chạy cano thì chúng tôi đã tới điểm tham quan đầu tiên, đó chính là đảo Hòn Mun. Tại đây các bạn là tự do bơi lội. Vâng, tự do bơi lội dưới làn nước trong xanh. Đó, các bạn tự do bơi lội đó, dưới xanh. Vâng, ở đây là những con sò. Những con sò và những mảnh san hô nhỏ các bạn có thể lượm về để làm quà cho cái chuyến đi của chúng ta ngày hôm nay thêm phần ý nghĩa. Rồi, chai vẫy tàu chú này. Rồi, bây giờ mình xuống đây mình bơi lội tự do nhá, mình xem san hô nhá. Wow, mát lắm. Wow. Rồi chúng ta sẽ ngâm bia ha. À, bây giờ với cái khâu là ngâm bia. Ngâm bia cho lạnh. Đây là món bia, bia đảo. Camera này, dạ vâng. Này chống nước chống rung luôn, thoải mái quay dưới nước luôn này. Con lại luôn quay dưới nước luôn này. 2 3 quay dưới nước này. 2 3 quay dưới nước luôn này. Bơi đi, bơi đi, chú quay dưới nước cho này. Bơi đi, chú quay dưới nước. Thủ hết mặt rồi. 3, 4 phương trời ta về đây chung vui. Không phân chia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta hát bài thơ này. Trao cho nhau những gì thiết tha. Rồi. Hai đứa nhỏ đâu? Hai nhỏ hát bài nhá. Bài nhá. Hát bài nhá. Hát bài gì đây? Hát bài gì? Con hát bài gì? Somi hát bài gì đây? Hát bài cà chua hả? Hát bài nhá. Vì con giống ba, cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Rồi. Trong mà thấu đáy luôn à. Không có chi là trong. Đó, mình nhặt những cái này về làm kỷ niệm nhá. Đây này. Đây. Ốc sò này, đây cái li ti này, đó, đây này đeo này. Sâu lại này. Cái keo 502 dính lại này. Đó. Cái này có lỗ. Anh bỏ vô chậu cây.
tạm biệt với tay sao nào, với tay như nào, từ từ nhá, để chú lái tàu gần vào nhá. Tạm biệt Hòn Môn này. Tạm biệt Hòn Môn. Dạ, tạm biệt Hòn Môn nhá. Tạm biệt Hòn Môn nhá. Tạm biệt Hòn Đá Đen. Ra đảo Hòn Môn nào, với tay nào. Có biết bài này bài gì không? Có biết bài này bài gì không? Có biết bài gì không? Có biết bài gì không? Nha. Đồ đặt hành lý tư trang nha, mình cứ để nguyên trên tàu nhá. Đã tí nữa là tàu hàng chung cơm với nhà mình luôn. À, tiền bạc mình mang theo nhá. Ở tại đây nuôi trồng rất nhiều loại hải sản, tôm, cua, cá, mực nha. Mình có thể vui lòng mình lên đây mình tham quan khoảng 10 phút trước khi mình họ mang đồ ăn ra. Mình kể cuốn mình ăn đây hả? Dạ, mình ăn ở trên bè. Yeah. Yeah. Thực đơn trong đoàn là bên em đã lo cho nhà mình rồi. Mình tuy nhiên nhà mình có thể mua thêm là tôm, cá, tươi sống là mình ăn thêm nhá. Yeah. Ăn thêm thì chi phí mình tự trả. Dạ, rồi con gái lên đi. Không tí bê đem thùng bia lên nhá. Từ thôi, giỏi quá, con gái giỏi quá đi. Con gái giỏi quá đi. Đi bên kia, bên kia. Đúng rồi. Rồi, con gái giỏi quá, con trai cũng giỏi quá. Ở đây, vào đây. Chạy vào đây. Vào đây nè, con gái ơi, vào đây. Rồi, đây này. Thấy chưa? Wow. Cái này người ta đánh cá này. Con cá này đúng rồi, đây là làng chài nhá. Đúng rồi, làng chài này đây rất nhiều loại cá to khổng lồ này này. Cá mập này. Ôi trời. Ôi, không ngã xuống hồ nhá. Đi từ thôi nhá. Đấy, tha hồ ngắm nhá. Đây này. Cái con cá này không có mắt. Cá này nè. Gì? Cá này không có mắt. Mắt nó nằm trong đó. Đây này, tôm hùm này. Cá mập này. Mập này. Đây, ra đây tham quan này. Đó. Mực này. Ôi bình tĩnh. Đây này. Đó, nhà mình ơi đi qua tham quan anh ơi. Ở đây. Đi một vòng tham quan này. Con cầu gai. Con cầu gai anh chị ơi, cầu gai nó đang mở mắt này. Đây này. Rồi sò đá, sò biển, kia là cồi mai. Đó. Đủ các loại luôn. Bên đây mực này, mực siêu to khổng lồ này. Đấy, đây anh chị ơi, mình qua đây mình tham quan ạ. Không treo em, không có treo em. Dạ, không treo em. Không được treo em nhá. Rồi, đây bé qua đây. Dạ, con cá mà em đang đứng nè anh. Đây là loại cá mà đi chung với cái mặt đó anh. Đây bắt con này lên cho mình cầm chụp hình phi này. Yeah, bé gái chụp hình con cá nha. Yeah. Yeah. Cái này nó giống như cục sắt vậy con. Con cá bò hòm này. Bò hòm. Từ con đi từ thôi. Đấy. Con trai con đúng không? Con thịt gà luôn. Cái này bán sao anh? Dạ, cái này sao hết ha. Tội. Cái này á là này
con này cứng như cục gì. Cái này mình bán tới 300 ngàn lạng đó. Con này mắc ba, ha. Con này cứng đó ba. Con đưa mày con để tay gì cho mày. Con hồn đảo nha, con giống hồn đất liền nha. Đó. Đây, mình có thể kêu thêm cái con sò đá biển cho mình kêu. Kêu hai con nữa. Sò đá biển. À, dạ, ok. Mấy cái này ăn ốc quá trời luôn. Rồi. Rồi, con trai vô trong này, con trai vô trong. À, con trai, con trai. Cầm đi bia đây nào, một cái thôi, mấy giây thôi. Rồi hô nào, hô nào, rồi hô lại. Rồi, 2, 3, su. 2, 3, su. 2, 3, uống. Rồi, về tay chào máy này, về tay chào máy này. Giờ con tôm đẹp quá, con tôm ngon quá. Con trai. Sẽ buồn chứ. Bị gì nữa rồi. Rồi, ok. Rồi, tạm biệt làng trai, vô bay tranh nhá, con trai ơi. Rồi, qua bay tranh bay dù tắm biển nhá. Lặn xem san hô nhá. Ok, con gái giỏi, quá giỏi luôn. Rồi. Nước đâu rồi? Dạ, ok. À, tạm biệt làng trai này. Tạm biệt làng trai nhá. Qua bay tranh nhá, mình ngủ nghỉ nhá. Ăn không chịu ăn? Ăn thì ăn, đi chơi chịu chơi à? Về chơi không ạ? Từ lần trả chúng tôi tiếp tục tuyên truyền của điểm tham quan thứ 3 là bánh chanh. Tay đây nào, mặc bên nhau bạn nhé. Rồi chào bạn tranh này, đây là welcome to bạn tranh này. Rồi mình vào trong luôn đi, vào trong để em lấy vé cho, vào trong đi, vào trong cứ vào trước đi, vào trước đi. Nhìn này, cái bé gì này, cái bé ơi đừng đuổi đó. Chim ơi, chim ơi, chim ơi. Chim ơi, gần, gần, gần. Đây là tới giờ đông lắm, tới đông lắm rồi. Hả? Tới đông lắm rồi. Chơi con còng, bới ra bắt con còng. Có còng biển á, biết con còng biển không? Biết, 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 nó đào lỗ nó làm hay. Đâu, 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 ngoài, đúng rồi, đúng rồi. Đố bắt được nó đấy. Cái tay không có dài, mà cái lỗ nó nhỏ. Chúng tôi tiếp về vẻ bãi tranh để tắm biển. Đội đầu ấy, con trai đội đầu ấy. Đội đầu đi, con gái đội đầu ấy. Cái gì đấy con này? Cái gì đấy, cái gì đấy? Rong, rong biển, đội đầu ấy. Đội đầu cho đẹp ấy. Cười này, cười này. Về là lâu này cá của mình có cái cây cờ đó. Đội đầu này. Thôi, thôi, nước, nước, nước. Đem về nhà nuôi. Bây giờ chị bay nó đây. Đây này, đây này. Không phải, đây là rong biển, đây là rong biển, không phải rong ngô. Còn cái này là gì? Con trai bơi này, bơi đi, bơi đi. Em mới quay này, mới quay này. Con bơi không, con trai bơi không? Rong biển. Cái này là cái gì vậy? Cái này là mực biển. Dưới làn nước trong xanh thì khách chúng tôi tiếp tục tắm biển tại bãi tranh đó. Đây có bãi cát các bạn, chạy đi, chạy các gái, chạy đi. Đây xây lâu đài đây con gái ơi, đây xây lâu đài con gái ơi, đây xây lâu đài nào con trai ơi, đây xây lâu đài nào, bốc cát lên đi. Mẹ con cảm ơn cái cát
Rồi bốc cá lên, bốc cá lên. Để tóc lên, để tóc lên, để tóc lên. Ừ, để tóc lên. Để khóc mà còn cười ấy. Thấy không, thấy không? Đập nước này. Đập nước này. Đập nước này. Sau khi ăn cơm ở làng Trà Trong thì khách chúng tôi tiếp tục về khu vực làng Bãi Chanh để tiếp tục tắm biển, và ở đây có một bãi cát rất chi là tuyệt vời, các bé đang tắm biển. Tuyệt vời không gái, tuyệt vời không? Bãi cát đẹp không? Tuyệt vời không? Trong biển. Trong biển. Biển đúng rồi, trong biển. Trong biển. Ừ, trong biển nha, trong biển. Thích không con gái, thích không? Tắm biển thích không? Con không. Tôi đi lại ở bên kia. Tắm biển thích không? Con cái mặt nó phát, nó phát. Nó phát. Đây. Sợ 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 con cái. Ôi trời. Ôi con cái mặt đó. Cái mặt đó. À, sau khi tắm biển đây khoảng cho tới 3 giờ 15 chiều, chúng tôi sẽ thay đồ và lên cân lô về lại Nha Trang, kết thúc hành trình. Chuyến hành trình của tôi hôm nay sẽ tham quan là 3 điểm. Điểm đầu tiên buổi sáng chúng tôi tắm biển đó, đó chính là đảo Hòn Môn, nơi có một bãi sỏi và một làn nước trong xanh. Nếu các bạn bơi được ra xa một chút xíu, các bạn có thể ngắm được cá và những dải san hô. Sau khi ăn cơm trưa ở làng Trà thì chúng tôi về khu vực là Bãi Chanh. Bãi Chanh có một bãi cát rất là tuyệt vời, các bé tắm biển ở đây. Từ từ cô trai, lùi lại cô trai, lùi lại đi. Lùi lại đi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi sát vô bờ đó. Đừng đó, không có nhảy. Từ từ sát vô. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Cái làng Trà cho con bé nhà bè nó về nhờ đấy. Ờ, tạm biệt Bãi Chanh này, dạ rồi. Vâng. Và khoảng 15 giờ cùng ngày là chúng tôi tạm biệt Bãi Chanh, lên cano về lại Nha Trang, kết thúc hành trình. Vâng.